Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo, hội thảo có sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhằm mục tiêu thực hiện thành công chương trình xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 đến 2025. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần thứ hai thành phố tổ chức hội thảo về AI, nhằm tiếp tục tìm hiểu sâu hơn kết quả nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay, từ đó tìm con đường ngắn nhất để triển khai. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên diện rộng trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn 2, giai đoạn tăng tốc của đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, những kết quả của hội thảo là cơ sở quan trọng để thành phố xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thành lập trung tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới, cũng như tiếp cận thông tin đa chiều để xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11.